Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy ép cám và một máy nghiền đậu và bắp giúp cho người chăn nuôi được giảm chi phí, đem lại lợi nhuận cao. Đây là mô hình chăn nuôi thỏ của mình, gồm có chăn nuôi thỏ trong chuồng và nuôi thỏ thả giường. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi thỏ thì mình có đây có sắm cái hai máy là máy ép cám và máy nghiền đậu nành và bắp như một luôn mọi người. Đây là cái máy ép cám S200, máy này sử dụng 3 pha thôi. Mọi người sử dụng điện thông thường thì nên sử dụng cái máy S150 LED, có điện 3 pha thì sử dụng cái máy S200 trở lên. Đây là nguyên liệu mình chuẩn bị ép cám đây nè, thì gồm có là đậu nành, bắp và cám gạo. Đây là cái máy nghiền bắp và đậu nành đây nè. Đây là máy ép cám ép ra thành viên rồi, thành sản phẩm đây nè. Viên cám đẹp lắm, tôi gì mua ngoài. Mọi người nên sắm một cái hai cái máy này để giảm bớt chi phí chăn nuôi của mình. Thì mình cảm thấy là rất là có lợi, việc chăn nuôi giúp mình giảm chi phí được cái nguồn thức ăn chăn nuôi, đó đem lại lợi nhuận cho mình thôi. Đây mình nghiền đậu nành cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình bỏ cái đậu nành khô lên, mới mở máy lên bắt đầu làm nghiền thôi. Ra một mà nó rất là hữu ích giúp cho mọi người chăn nuôi. Ở bột đậu nành rất là mạnh luôn, bụi bay luôn, giờ vô mịn màng luôn nhé các bạn. Đây mình sẽ nghiền bắp cho mọi người xem nha. Nghiền thành bột mình như đậu nành luôn mọi người. Cả các loại đậu mình muốn cho ăn nhiều thì mình nghiền cái đó cho thành mịn. Mình ép cám nó dễ hơn. Máy ép cám mà ép hộp quá thì nhiều khi nó cũng nó không có trải đều ra hết cái viên cám, nên mình sẽ sắp cho một cái máy nghiền để trộn nó cho nó đều, viên cám nào cũng có đầy đủ thành phần hết. Bột bắp mịn màng luôn á mọi người.
Là cái máy ép cám F200 của mình đây. Đầu tiên mình sẽ tháo ra mình vệ sinh rồi thôi. Này ép nhiều lần rồi, tháo ra mình vệ sinh. Xong rồi bắt đầu ráp lại, và tiến hành nghiền thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác mình ráp cái máy F200 này. Tiên thì mình sẽ ráp cái mặt sàn trước. Rồi gắn cái phễu lên. Xong rồi cái mình gắn rulo quay. Mình siết cái rulo lại thôi. Như vậy là đơn giản. Giờ mình tiến hành mình trộn cám cho thỏ ăn. Đầu tiên có bột bột cám, bột đậu nành và bột bắp. Giờ một chút rau, ba thứ trộn lại. Giờ thêm một chút men thận trọng, men tiêu hóa. Tỷ lệ pha nước thì 10 ký khô mình pha thêm 1 lít nước. Thì là máy sẽ ép dễ dàng. Ở đây mình ép cám cho thỏ ăn thì theo công thức tỷ lệ đó là một bao bắp cộng với hai bao cám gạo đó, mình cho thêm một ít đậu nành thì mọi người cũng cho nhiều hay ít thôi, vì bột đậu nành nó hơi mắc tiền. Tính như vậy là ba bao nếu mua ở ngoài bao bao cám á hết gần cả triệu đồng rồi. Ba bao này á, thì tốn chỉ có 500 mấy 600 ngàn thôi à. Bao bắp thì 235, còn bao cám trà cám gạo thì 165 ngàn, cộng rồi ba bao 500 mấy 600 ngàn thôi, giảm được chi phí gần một nửa tiền thức ăn chăn nuôi. Đây mình bỏ tí xíu là men tiêu hóa và men thận trọng. Thank you.
Rồi bắt đầu mọi người trộn đều lên nha. Đều cho cám với bắp với đậu nành nó hòa quyện với nhau với cái cỏ. Cỏ thì mình cho hơi ít, tùy mọi người ha. Mọi người muốn cho nhiều thì cỏ thêm thì cho nhiều. Lưu ý thì là 10kg khô cộng với 1 lít nước nha. Người pha thêm nhiều quá thì nó nhão, nó quay không được. Khô quá thì nó đứng chiên cám, đưa ra máy ép cám ép không được luôn á. Mình tỷ lệ vậy là ép được rồi, ok rồi. Nãy giờ trộn cám thành phẩm xong rồi, mình khởi động mở máy lên tiến hành ép cám thôi. Thì đầu tiên mọi người thả một ít cám lên cho mặt sàn với con quay nó trơn tru, rồi mình ép từ từ từ, thả từ từ từ, nào cảm thấy nó ra đều hết trơn rồi một hồi đều hết trơn rồi mọi người có thể bỏ nhiều vô cũng được. Bắt đầu viên cám nó ra nè mọi người, có những viên cám cũ nó ra hơi đen đen nào, nó ra đều hết trơn rồi. Mọi người bỏ nhiều vô nó ép sẽ lẻ hơn. Đối với cái máy này thì mọi người ép khoảng một tiếng đồng hồ có thể là được 100 đến 200 kg. Máy này xài qua pha là khoảng 1,5 kg, máy ép 200. Vì giá con máy này thì khoảng tầm 14 15 triệu đó mọi người. Thank you.
với bà con chăn nuôi thỏ nhiều hay là chăn nuôi tất cả các con vật gì thì mọi người đang sống hai cái máy này có nghề và ép tất nhiên để giúp cho mọi người giảm được chi phí nguồn thức ăn chăn nuôi. Mình cũng có thể tận dụng những nguồn thức ăn chăn nuôi có sẵn để mình ép thành tất nhiên để cho cái đời con vật nuôi của mình ăn thức ăn tốt hơn. Đây là mẻ thứ hai, mình sẽ cho thêm là nhiều rau hơn tí xíu, nó ép ra dưa cám màu xanh luôn á, ra xanh xanh tí. Cho rau nhiều hơn rau đắng hơn thì cho rau nhiều hơn thì cũng cho rau màu xanh nhiều hơn. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy ép cám và một máy nghiền đậu và bắp giúp cho người chăn nuôi được giảm chi phí, đem lại lợi nhuận cao. Đây là mô hình chăn nuôi thỏ của mình, gồm có chăn nuôi thỏ trong chuồng và nuôi thỏ thả giường. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi thỏ thì mình ở đây có sắm cái hai máy là máy ép cám và máy nghiền đậu nành và bắp như bột luôn mọi người. Đây là cái máy ép cám S200, máy này sử dụng 3 pha thôi. Mọi người sử dụng điện thông thường thì nên sử dụng cái máy S150 LED, có điện 3 pha thì sử dụng cái máy S200 trở lên. Đây là nguyên liệu mình chuẩn bị ép cám đây nè, thì gồm có là đậu nành, bắp và cám gạo. Đây là cái máy nghiền bắp và đậu nành đây nè. Đây là máy ép cám ép ra thành viên rồi, thành sản phẩm đây nè. Viên cám đẹp lắm, cô gì mua ngoài. Mọi người nên sắm một cái hai cái máy này để giảm bớt chi phí chăn nuôi của mình. Thì mình cảm thấy là rất là có lợi, việc chăn nuôi giúp mình giảm chi phí được cái nguồn thức ăn chăn nuôi. Đó đem lại lợi nhuận cho mình thôi. Đây mình nghiền đậu nành cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình bỏ cái đậu nành khô lên, mới mở máy lên bắt đầu làm nghiền thôi. Ra một nó rất là hữu ích giúp cho mọi người chăn nuôi
tấm bột đậu nành rất là mạnh luôn, bụi bay luôn, giờ vô mịn màng luôn nha các bạn. Đây mình sẽ nghiền bắp cho mọi người xem nha, nghiền thành bột mình y như đậu nành luôn mọi người, cả các loại đậu mình muốn cho ăn nhiều thì mình nghiền cái đó cho thành mạnh, mình ép cám nó dễ hơn, máy ép cám mà ép ngọt quá thì nhiều khi nó cũng nó không có trải đều ra hết cái viên cám, nên mình mới sắp cho một cái máy nghiền để trộn nó cho nó đều, viên cám nào cũng có đầy đủ thành phần hết. Bột bóc mịn màng luôn á mọi người. Là cái máy ép cám X200 của mình đây. Đầu tiên mình sẽ tháo ra mình vệ sinh rồi thôi. Này ép nhiều lần rồi, tháo ra mình vệ sinh. Xong rồi bắt đầu ráp lại và tiến hành nghiền thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác mình ráp cái máy X200 này. Đầu tiên thì mình sẽ ráp cái mặt sàn trước. Rồi gắn cái phễu lên, xong rồi cái mình gắn rulo quay, mình siết cái rulo lại thôi, như vậy là đơn giản. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ mình tiến hành mình trộn cám cho thỏ ăn. Đầu tiên có bột bột cám, bột đậu nành và bột bắp. Giờ một chút rau, ba thứ trộn lại. Giờ thêm một chút men thận trọng, men tiêu hóa. Tỷ lệ pha nước thì 10 ký khô mình pha thêm 1 lít nước. Đây là máy sẽ ép dễ dàng. Ở đây mình ép cám cho thỏ ăn thì theo công thức tỷ lệ đó là một bao bắp cộng với hai bao cám gạo. Đó mình cho thêm một ít đậu nành, thì mọi người cũng cho nhiều hay ít thôi, vì bột đậu nành nó hơi mắc tiền. Tính như vậy là ba bao nếu mua ở ngoài bao bao cám á hết gần cả triệu đồng rồi. Ba bao này thì tốn chỉ có 500 mấy 600 ngàn thôi à. Bao bắp thì 235, còn bao cám trà cám gạo thì 165 ngàn, cộng rồi ba bao 500 mấy 600 ngàn thôi, giảm được chi phí gần một nửa tiền thức ăn chăn nuôi. Đây mình bỏ tí xíu là men tiêu hóa và men tăng trọng. Rồi bắt đầu mọi người trộn đều lên nha, đều cho cám với bắp với đậu nành nó hòa quyện với nhau, với cái cỏ thì mình cho hơi ít tùy mọi người ha. Mọi người muốn cho nhiều thì cỏ thêm á thì cho nhiều. Lưu ý thì là 10 ký khô cộng với 1 lít nước nha. Người pha thêm nhiều quá thì nó nhão, nó quay không được, khô quá thì nó đứng chiên cám, đưa ra máy ép cám ép không được luôn á. Mình tỷ lệ vậy là ép được rồi, ok rồi.
Nãy giờ trộn cám thành phẩm xong rồi, mình khởi động mở máy lên để tiến hành ép cám thôi. Thì đầu tiên mọi người thả một ít cám lên cho mặt sàn với con quay nó trơn tru, rồi mình ép từ từ từ, mình thả từ từ từ, nào cảm thấy nó ra đều hết trơn rồi, rồi đều hết trơn rồi mọi người có thể bỏ nhiều vô cũng được. Bắt đầu viên cám nó ra nè mọi người, có những viên cám cũ nó ra nó hơi đen đen nào, nó ra đều hết trơn rồi. Mọi người bỏ nhiều vô nó ép sẽ lẻ hơn. Đối với cái máy này thì mọi người ép khoảng một tiếng đồng hồ có thể là được 100 đến 200 kg. Máy này xài 3 pha là khoảng 1,5 kg, máy ép 200. Vì giá con máy này thì khoảng tầm 14-15 triệu mọi người. Thank you.
với bà con chăn nuôi thỏ nhiều hay là chăn nuôi tất cả các con vật gì thì mọi người nên sống hai cái máy này, có nguồn rẻ tất nhiên để giúp cho mọi người giảm được chi phí nguồn thức ăn chăn nuôi. Mình cũng có thể tận dụng những nguồn thức ăn chăn nuôi có sẵn để mình ép thành tất nhiên để cho cái đời con vật nuôi của mình ăn thức ăn tốt hơn. Đây là mẻ thứ hai, mình sẽ cho thêm là nhiều rau hơn tí xíu, nó ép ra di cám màu xanh luôn á, ra xanh xanh tí. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy ép cám và một máy nghiền đậu và bắp giúp cho người chăn nuôi được giảm chi phí, đem lại lợi nhuận cao. Đây là mô hình chăn nuôi thỏ của mình, gồm có chăn nuôi thỏ trong chuồng và nuôi thỏ thả vườn. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi thỏ thì mình có đây có sắm cái hai máy là máy ép cám và máy nghiền đậu nành và bắp như một luôn mọi người. Đây là cái máy ép cám S200, máy này sử dụng 3 pha thôi. Mọi người sử dụng điện thông thường thì nên sử dụng cái máy S150 LED, có điện 3 pha thì sử dụng cái máy S200 trở lên. Đây là nguyên liệu mình chuẩn bị ép cám đây nè, thì gồm có là đậu nành, bắp và cám gạo. Đây là cái máy nghiền bắp và đậu nành đây nè. Đây là máy ép cám ép ra thành viên rồi, thành sản phẩm đây nè. Viên cám đẹp lắm, cô gì mua ngoài. Mọi người nên sắm một cái hai cái máy này để giảm bớt chi phí chăn nuôi của mình. Thì mình cảm thấy là rất là có lợi về chăn nuôi, giúp mình giảm chi phí được cái nguồn thức ăn chăn nuôi. Đó đem lại lợi nhuận cho mình thôi. Đây mình nghiền đậu nành cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình bỏ cái đậu nành khô lên, mới mở máy lên bắt đầu làm nghiền thôi. Ra một cái này thì dạng thôi, cho nó đi xuống nhiều hơn ít thôi. Nó đơn giản như vậy thôi. Bỏ hàng đậu nành bỏ bắp vô, mình giờ mình dạng thôi. Cái gì nó cũng lẻ lắm mọi người. Giá trên thị trường thì có 5 tất cả thôi, mà nó rất là hữu ích giúp cho mọi người chăn nuôi
có một đoạn hành rất là mạnh luôn, bụi bay luôn, giờ vô mịn màng luôn đó các bạn. Đây mình sẽ nghiền bắp cho mọi người xem nha, nghiền thành bột mình y như đậu nành luôn mọi người, cả các loại đậu mình muốn cho ăn nhiều thì mình nghiền cái đó, cho hành mạnh thì mình ép cám nó dễ hơn, máy ép cám mà ép hộp quá thì nhiều khi nó cũng nó không có trải đều ra hết cái viên cám, nên mình mới sắp cho một cái máy nghiền để trộn nó cho nó đều, viên cám nào cũng có đầy đủ thành phần hết. Bột bắp mịn màng luôn á mọi người. Là cái máy ép cám bếp 200 mình đây. Đầu tiên mình sẽ tháo ra mình vệ sinh rồi thôi. Này ép nhiều lần rồi, tháo ra mình vệ sinh xong rồi bắt đầu ráp lại và tiến hành nghiền thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác mình ráp cái máy ép 200 này. Đầu tiên thì mình sẽ ráp cái mặt sàn trước. Rồi gắn cái phễu lên, xong rồi cái mình gắn rulo quay, mình siết cái rulo lại thôi, như vậy là đơn giản. Thank you.
Giờ mình tiến hành mình trộn cám cho thỏ ăn. Đầu tiên có bột bột cám, bột đậu nành và bột bắp. Giờ một chút rau, ba thứ trộn lại. Giờ thêm một chút men thận trọng, men tiêu hóa. Tỷ lệ pha nước thì 10 kg khô mình pha thêm 1 lít nước. Đây là máy sẽ ép dễ dàng. Ở đây mình ép cám cho thỏ ăn thì theo công thức tỷ lệ đó là một bao bắp cộng với hai bao cám gạo, đó mình cho thêm một ít đậu nành, thì mọi người cũng cho nhiều hay ít thôi, vì bột đậu nành nó hơi mắc tiền, tính như vậy là ba bao nếu mua ở ngoài bao bao cám á hết gần cả triệu đồng rồi. Ba bao này á, thì tốn chỉ có 500 mấy 600 ngàn thôi à. Bao bắp thì 235, còn bao cám trà cám gạo thì 165 ngàn, cộng rồi ba bao 500 mấy 600 ngàn thôi, giảm được chi phí gần một nửa tiền thức ăn chăn nuôi. Đây mình bỏ tí xíu là men tiêu hóa và men thận trọng. Bắt đầu mọi người trộn đều lên nha, đều cho cám với bắp với đậu nành nó hòa quyện với nhau, với cái cỏ thì mình cho hơi ít tùy mọi người ha, mọi người cũng cho nhiều thì cỏ thêm á thì cho nhiều. Lưu ý thì là 10 kg khô cộng với 1 lít nước nha, người pha thêm nhiều quá thì nó nhão, nó quay không được, khô quá thì nó đứng chiên cám, đưa ra máy ép cám ép không được luôn á. Mình tỷ lệ vậy là ép được rồi, ok rồi.